Mình từng sợ đi về nhà, đã từng có suy nghĩ là không dám đi về nhà. Nhiều lúc thì cũng nghĩ là không muốn về đâu. Cũng có cho em, đó là cái việc mà gần như ai cũng sẽ phải, cũng sẽ phải gặp trong cuộc sống. Có, mình có sợ về nhà chứ. Đang bán hàng ấy mà về thì lại mất khách. Do mình chưa tự tin để có thể khiến cho bố mẹ tự hào về mình. Mình cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ hỏi câu chuyện lập gia đình. Bởi vì là nếu như mà mình buồn, mình lo lắng, mình mệt mỏi thì chắc chắn là mẹ mình sẽ nhận ra. Cái thời gian mà dành cho những người trong, người thân trong gia đình nó quá ít. Mình bị cuốn vào cái luồng xoáy của công việc nó quá nhiều. Just a tea và đêm vâu. Đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và giấy mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Mang theo bao nao nức lên trên xe này, chọn một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc mai hương đào, tìm về nơi ấm êm. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà, đám mèn nói con khó chịu mà lại thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non, nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vang. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Học hành đến nơi đến chốn, học cho nó thành đạt thì xong là mỗi lần thứ bảy chủ nhật ấy thì cứ về thăm bố mẹ tí cho bố mẹ mừng. Con yêu cả gia đình mình, cảm ơn gia đình đã luôn bên mình để mình có được ngày hôm nay. Gia đình thì chắc chắn không thay đổi, sẽ là nơi mà mình vô điều kiện, sẽ là nơi tha thứ, che chở, yêu thương mình. Ta có một gia đình như vậy. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa từng xa.